Chị chưa bao giờ chị nghĩ là chị giảm cân ngoạn mục được như vậy luôn á. Mới vừa chớp mắt một cái thôi mà em thấy hôm nay body của chị không? Hot mom gỡ bỏ bụng mỡ, múa liền một bài yoga tặng Đông Bang. Nhớ coi đến cuối video nhé. Chào các bạn, mình tên là Hải Yến và năm nay mình 31 tuổi. Mình là một khách hàng của tập đoàn Đông Bang. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã giảm được hơn 10kg. Và đã giảm được hơn 10cm của vòng eo. Quá xuất sắc luôn, là 10-10 luôn rồi đó chị. Chị có thể khoe cái vòng eo của mình bằng cách là mình xoay một vòng cho mọi người cùng xem nha. Rất là nóng lòng muốn làm chuyện đó đây. Dạ, mình xoay một vòng luôn nha. Trời ơi, quá đẹp luôn rồi. Không, như khi mà nhìn vóc dáng của chị Yến thì không ai nghĩ chị là mẹ bỉm ba con hết á. Tất nhiên là không rồi em, và cái người của mình giống như là nó được trút bỏ một cái gánh nặng nào đó vậy đó. Khi trước khi mà sanh bé thì chị là một người rất là thích mặc bikini nè. Và mặc những cái bộ đồ giống như em thấy hiện tại đây là ôm sát và nó có một cái chút gì đó sang trọng, nhưng mà vẫn là khoe được cái body của mình. Khi mà sanh bé xong á thì những cái bộ đồ đó dường như là cất trong tủ hết, bởi vì là thứ nhất là chị bị xề sau sanh á, gọi là xề, và thứ hai nữa là do là trong quá trình ăn uống mình không kiểm soát được, thành ra là cái mỡ của mình nó thành mỡ cứng rồi, chị không giảm được. Vì vậy cho nên là khi mà mặc đồ bó một chút thôi là nó đã dư cái phần thịt thừa đó ra ngoài, mỡ thừa đó ra ngoài. Nhưng mà khi mà chị bắt đầu đi liệu trình của bên em và cho đến lúc mà mình đào thải rồi thì không biết là chị có gặp tình trạng là mệt mỏi hay không nè, và mình có cảm thấy là khó khăn trong sinh hoạt của mình không chị Yến ha? Cái đó là cái mà vào một cái là chị đã phải hỏi bác sĩ rồi, bởi vì chị rất là ngại với cái công việc nhiều của chị đó, mà cần thời gian nghỉ dưỡng thì chị không thể. Thì bác có tư vấn với chị là cái liệu trình này nó sẽ không gây cho chị mệt mỏi, không chóng mặt, nhức đầu, tụt huyết áp hay gì cả, và vẫn giữ đúng với lại cái cơ chế con người của chị, chỉ là đào thải dần dần nha, chứ không phải ào một cái là nó ra hết. Thì chị được cái vóc dáng như thế này và chị rất là khỏe, tức là thuận tự nhiên theo cơ thể của mình đúng rồi, và kết hợp với ăn uống nữa. Chị cũng có kết hợp, vì bác sĩ bên em cũng tư vấn cho chị về chế độ ăn uống nè, và nghỉ ngơi nè, và bác cho chị một cái liệu trình là 1 tuần 2 tuần, và đến bây giờ là 2 tháng rưỡi. Thì chị cảm thấy là đang đi đúng với liệu trình gần như là 95%. Và bác cũng chỉ cho chị một vài phương thức để mình làm cho cái da của mình nó đàn hồi trở lại nhanh hơn và để cho nó thuận theo tự nhiên đó. Cho nên là may mắn cho chị là chị không có bị dư mỡ thừa. Không có bị trùng da luôn. Và em không biết là khi mà chị đi liệu trình bên em rồi thì bây giờ là mình có một cái lời gì đó gửi đến cho tất cả các chị phụ nữ để truyền động lực cho mọi người. Mình phải quyết tâm nè, mình giảm béo nè, mình cải thiện sức khỏe của mình và mình lấy lại cái vóc dáng giống như thời thanh xuân của mình, được không? Thì cũng xin gửi đến tất cả các chị em phụ nữ một nửa thế giới rằng là không bao giờ là quá muộn để mà yêu thương chính mình. Chúng ta có thể tăng cân nè, chúng ta có thể là xô xề ra so với mình của ngày trước, nhưng mà không bao giờ là quá muộn để đi tìm lại chính cái vóc dáng của mình. Mà khi mà các chị yêu chính bản thân mình á thì các chị mới có thể yêu người khác được. Vậy cho nên là đối với Yến á nha, thì đến với tập đoàn Đông Bang là một cái quyết định sáng suốt, và Yến không bao giờ hối hận khi mà đặt niềm tin vào các bạn. Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé, mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.